Còn rất nhiều anh chị nha. 7 chỗ em còn Livina, còn Grandit nè, Livina 2011 số sàn nè. Đang để cho anh chị em mình với tầm tiền chỉ có 190 triệu thôi. Xe hơi dơ tí xíu rửa lại lên sóng cho anh em mình nha. Đó, 190 chành, gia đình xe không lỗi, bao dùng. Máy gầm số ngon, số sàn MT. Ở đây thì có Grandit số tự động đời 2008 mắc đời. Số tự động chạy sướng, chạy ngon, giá hợp lý. Để cho anh em mình xe này chỉ với tầm tiền bao nhiêu đâu? 305 triệu đó. Ơn kia có Innova 212 nữa. Đó, Captiva nữa nè anh chị ha. Innova G mới về 215 triệu nữa nè. Anh em qua lựa, qua lái, qua chạy thử, lái thử, giao lưu cho đổi với em nha. Đó, rất là nhiều ô tô đợi anh em mình luôn. Anh em qua lựa thoải mái, lái thử vô tư. Nơi giao lưu chờ đổi mua bán với bà con qua số 0866 678 971, 0834 333 3371. Em cảm ơn nhiều nha anh em ơi. Hẹn gặp anh em mình clip tiếp theo. Anh em nào có xe bán thì cứ gọi cho em mua tới nhà cho anh em mình luôn nha. Cảm ơn anh em mình nha anh em ơi.